Em Thảo mến chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của nhà Lan Rừng Chu Thảo ạ. Buổi tối ngày hôm nay, phiên tối ngày 25 tháng 2 2019, em xin kính chúc cả nhà mình có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Em là Chu Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo hai số điện thoại 0965 495 087 0848 626 228 ạ. Đầu tiên đây chính là thanh hồng đấy ạ. Đó, thanh hồng hay gọi là cái cây to của gia đình em ấy, cả nhà nhớ qua cái cây Sato Biên đó. Đó, hiện nay thì em còn có hai chậu này. Đó. Đây là hàng giống nhỏ hơn này. Cả nhà có nhìn thấy mỗi chậu nó như thế này nhá. Đó. Nhỏ xinh. Đó, mặt bông của nó cả nhà có thể nhìn thấy này. Đó, nó là hai lai giữa hai cái dòng này. Đó. Em bán là 195.000 một cây ạ, địa lan nhá. Nói chung là những cái dòng kẻ này rất là đẹp đúng không ạ? Đó. 195.000 một cây này. Tiếp theo ạ, Đông Phương Hồng Thần Hà đúng không ạ? Một cái dòng địa lan phát tài. À, cái cây mini của nó này. Đó. Cây mini này. Đó. Em bán 185.000 một cây. 185.000 một cây Hồng Thần Hà nhá. Đó. Đã. Và Bạch Thanh Ngọc, cái dòng địa lan cũng rất là xinh và đẹp được không ạ? Em bán là 195.000 một cây ạ. 195.000 một cây nhá. Bạch Thanh Ngọc nhá, rất là xinh luôn ạ. Đây là mặt bông của Bạch Thanh Ngọc này. Còn đây là mặt bông của Hồng Thần Hà này. Đó, địa phát tài này. Đó. Tiếp theo đây là cái dòng giống phi điệp ở ESO này. Đó. Dòng giống phi điệp ESO này. Em bán là 75.000 một cây này. Đó. 75.000 một cây ạ. Giả hạc đắc lây, giả hạc ESO này, giả hạc đắc lây này. Đó, giả hạc đắc lây này em cũng bán là 75.000 một cây. Đó. Tiếp theo đây. Đây chính là di linh tím này. Đó, di linh tím thân của nó mập hơn cái đắc lây một chút này này. Đó. Cái di linh tím này thì em bán là 80.000 một cây nhá. Đó, từ 1 đến 2 thân. Đó. Một thân nó mập hơn này. Đó. Di linh tím này. Và đây là phi điệp rồng đỏ này. Đó, thân của nó mập. Thân nó mập lắm, đẹp lắm. Em bán là 185.000 một cây. Em số lượng của em không có nhiều đâu, đây này cả nhà coi nhìn thấy này. Em có được 20 cây không ạ? À? Cây của nó dài chắc khoảng hơn 10cm một chút đấy. Mập lắm, đẹp xinh. Đó. Còn đây là giả hạc Thái Nguyên này. Cây của nó này. Em thấy là cái bọn này là nó to nhất trong cái đám luôn đấy. Đó, em bán 80.000 một cây. Cái này là nhà em, lúc nãy nhà em lấy về phun chào nhà, nên là gia đình em lấy về phun nước vôi trong để khử trùng đấy ạ. Đó. Tiếp theo đây ạ, đây chính là cây đai châu, cả nhà có nhìn thấy không ạ? Cây đai châu này, đó, xinh và đẹp quá đi, đó. Hàng này là to hơn đợt trước rất nhiều luôn đó, em bán là 150.000 được 4 cây, đấy, 150 được 4 cây này. Có rất nhiều luôn, còn ở trong bếp nữa. Đó. Đây là ngọc điểm hay là gọi là đai châu đúng không ạ? Nghinh xuân nó cũng phải ạ. Đó. Và tiếp theo đây chính là hoa đồng tiền, đấy. Xinh quá. Em cho mọi người ngắm một chút, em vừa mới mua được. À. Đây, em còn có, tại vì là có hai anh chị bảo là em để cho nhưng mà lại không thấy qua nhà lấy. Đây này. Đó, 370.000 một cây to này. Hồng Thần Hà. À, cái gì đây ta? À, thanh hồng hay gọi là thanh hồng hay gọi là cái gì nhỉ? À, gọi là Sato Biên này, đó, cái cây to này em bán 370.000. Cây to này. Đó. Và đây là một ít phi điệp nhầm. Trời ơi. Đây là ít đùi gà tròn này. Em chẳng biết là được bao nhiêu cân nữa. Con đùi gà tròn, đùi gà dẹt nó lấn lộn với nhau này. Cái chỗ này em bán là 200.000. Rất nhiều luôn. Đó, chắc khoảng được hơn 2 cân á. Long tu đá tím này. Nãy nhà em vừa có khách vào nên nó hơi lộn xộn một chút. Đó. Em bán long tu đá tím 200.000 này.
Đó, cái dề đùi gà này, có dù dề đùi gà dẹt này, dề này nó hình như cái dề này nó hơi còi bởi vì là nó mọc ở trong cái bụi ấy. Đó, nhìn cái thân nó xanh là biết rồi. Đó, cái dề này em bán 200.000. Còn cái dề này, à đây còn có hai bó long tu xuân này, à em bán là 120.000 một bó này, đó, giảm 30.000 rồi luôn á. Và em còn có một cái dề này. Cái dề này hôm nay là có một anh ấy ở đâu ấy, anh ấy bảo để cho nhưng mà em vẫn không thấy qua nhà lấy. Nó giá em bán là 1,7 triệu đúng không ạ? Cái dề này rất to luôn. Tuy nhiên giá hôm nay em bán giảm giá xuống luôn cho anh chị em nào lấy lộc là 1,5 triệu ạ. Dề này rất to luôn. Đây. Đây, cả nhà có nhìn thấy này. Đó. Áo luôn áo mưa lâu mặt thì mình á mà ngấy. Ăn mưa lâu mặt thì mình á mà. Đấy. Đây đây đây. Ok, xinh quá. Được rồi, tí mạng. 100.000 một khúc này. Cáo. Đó. Cái dề Vanda hương chanh này. Hôm nay có khách bảo để nhưng mà không qua nhà lấy, em bán nốt. 250.000. Dề này này, cả nhà nhìn này. Dề này có khá là nhiều cây này, em thanh lý đi còn 50.000 này. Đó. Còn cái này ý, hôm nọ có một chị bảo là lấy rồi nhưng mà em vẫn chưa thấy gọi lại. Thì ngày hôm nay em bán thanh lý đi, còn có 3 cây rất đẹp này. Đó, em bán là 300.000. Đây, em còn có hai phần Hoàng Thảo Trần Tuấn này. Đó, hai phần này. Em bán là 200 một phần. Cho cô chú anh chị nào yêu thích còn có hai phần duy nhất ạ. Hàng thảo Hoàng Thảo Trần Tuấn, hàng cao cấp đúng không ạ? Rất là đẹp luôn ạ, và cái dòng này rất là quý và được rất nhiều cô chú anh chị yêu thích ạ. Và tiếp theo đây là mặt trăng tròn này. Mặt trăng tròn, phi điệp mặt trăng tròn em bán là 75.000 một cây phi điệp mặt trăng tròn nhá. Còn đây là những cái cây kiếm này. Đó. Em bán 85.000 một cây. Đó. Kiếm. Và tiếp theo đây ạ, em xin giao lưu với cả nhà, đây chính là đào cơ đấy ạ, người ta gọi là mỹ nhân thiên cổ đào cơ. Đó. Hoa nó sắp tàn rồi, em cho cả nhà xem thôi. Đó, cái dòng này là cái dòng mạc nhá, cái dòng mạc lá ngắn, cây rất khỏe, hoa rất thơm luôn. Đó, bền nữa. Em bán giao lưu với cả nhà chỉ có 270.000 một chậu thôi, quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Đó. Và tiếp theo em về thêm một ít. Đây là hàng đặt em mới có cơ. Đó chính là phi điệp này, phi điệp tím này. Đó. Đang có nụ này. Hoa xổ số chưa biết mặt bông thôi nhá. Đó. Đây ạ. À, đó. Một thân của nó sẽ dài khoảng tầm... À luôn, cái này là tầm cái xen tí này luôn. Đây là cái thước này. Đó. Dài khoảng từ 30 cho đến 50 cm. Đó. Em thì số lượng em không có nhiều đâu ạ. Hiện tại thì em đã có người đặt đi 10 chậu rồi. Hiện tại ở chỗ này chỉ còn có khoảng tầm 10 chậu nữa thôi là em hết hàng rồi. Đó. Rất là xinh luôn, đang có nụ nhá. Và có cây cũng đang sắp có nụ bé này. Đó. Nếu mà cả nhà mà không lấy thì em sẽ để trồng. Đó. Em cảm ơn cả nhà mình đã đón xem video của em trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Em xin kính chúc cả nhà mình một lần nữa có một buổi tối vui vẻ, hạnh phúc, bình an ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video. À quên mất, em còn có Trần Mộng nữa. Em quên mất là suýt nữa em quên là địa lan Trần Mộng để em giới thiệu đến cả nhà này. Đó, địa lan Trần Mộng em bán khóm từ 300.000 cho đến 700.000 nhá. Đây này. Đó, bây giờ những cái khóm rất là xinh và tươi đúng không ạ? Hoa thì rất là xinh rồi. Giấc mơ của vua Trần, cái dòng này thuần thì cũng dễ thôi ạ. Đây. Đó. Em xin cảm ơn cả nhà mình đã xem video của em ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video ngày mai nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.